Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức nổi bật trong tuần. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Talk Show của chương trình hôm nay. Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới tiêu dùng xanh, bền vững đối với những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, ngay từ khâu sản xuất tới tiêu thụ và sử dụng. Trước bối cảnh dịch COVID-19, người tiêu dùng đã dần thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm xanh để đảm bảo sức khỏe và thân thiện với môi trường, đặc biệt là các bạn trẻ. Theo mình nghĩ, các sản phẩm đồ uống có thể tái chế và dễ dàng xử lý rác thải hơn. Là đồ uống phải đảm bảo sức khỏe, mới lạ, ngoài ra là phải bảo vệ môi trường. Chắc là những cái sản phẩm đồ uống hàng ngày tôi đang bắt đầu quan tâm, cũng như là sử dụng những cái sản phẩm đồ uống thân thiện hơn để bảo vệ môi trường. Quý vị thân mến, có thể nói rằng những biến đổi tiêu cực của khí hậu đang ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, sự phát triển bền vững, thậm chí là đe dọa đến sự tồn vong của nhiều quốc gia và cộng đồng dân cư. Chính vì vậy mà hiện nay tăng trưởng xanh được xem là một trong những giải pháp rất là hiệu quả, là hướng đi bền vững được nhiều quốc gia và doanh nghiệp trên toàn cầu lựa chọn. Vậy thì tăng trưởng xanh là gì và tác động cũng như là có những lợi ích như thế nào đến môi trường của chúng ta? Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quý vị nhé. Và có mặt trong chuyên mục Talk Show ngày hôm nay, cho phép Kim Quý xin được giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị, ông Trần Ngọc Liêm, giám đốc chi nhánh VCCI thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào MC Kim Quý, xin chào khán giả xem đài. Vâng ạ, xin được giới thiệu với tất cả quý vị vị khách mời rất là đặc biệt trong chuyên mục ngày hôm nay, ông Janazep Khan, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Century PepsiCo Việt Nam. Xin chào Kim Quý, xin chào các bạn. Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên cho phép Kim Quý xin được hỏi ông Trần Ngọc Liêm. Có thể thấy là hiện nay tăng trưởng xanh là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu của rất là nhiều doanh nghiệp. Với vai trò là đơn vị hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Vậy thì ông có thể chia sẻ là phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của doanh nghiệp có vai trò quan trọng như thế nào trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững quốc gia? Ở đây liên quan đến cái hai khái niệm là phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Nhìn dưới hai góc độ là đối với toàn bộ nền kinh tế và đối với lại doanh nghiệp. Tức là phát triển bền vững thì là một cái khái niệm về phát triển toàn diện, gắn việc sản xuất với việc là bảo tồn tài nguyên và đảm bảo cái môi trường sống. Thế còn tăng trưởng xanh là một cái nội dung quan trọng của để đảm bảo cái phát triển bền vững. Thế như vậy, cái tăng trưởng xanh là một cái yếu tố rất quan trọng để phát triển nền kinh tế. Và trong bản thân từng doanh nghiệp thì cái việc phát triển đảm bảo cái tăng trưởng xanh thì nó cũng tạo cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Qua những chia sẻ vừa rồi của ông Trần Ngọc Liêm thì Kim Quý có thể thấy rằng hiện tại tăng trưởng xanh đóng một vai trò rất là quan trọng và cũng như là mang lại rất là nhiều những lợi ích tích cực cho cộng đồng, cho môi trường sống. Vậy thì để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh như hiện tại thì chúng ta sẽ có những giải pháp, những cơ chế như thế nào? Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ạ? Thì ở đây có 8 nhóm giải pháp. Thứ nhất là phải hoàn thiện cái thể chế chính sách, quy định pháp luật về tăng trưởng xanh. Thì gần đây nhất là năm 2021 thì có phê duyệt cái chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Và tiếp theo đấy thì một loạt các cái văn bản pháp luật của Quốc hội ban hành thì cũng đã hỗ trợ cho cái việc thực hiện tăng trưởng xanh. Chẳng hạn như chúng ta thấy như luật bảo vệ môi trường, rồi luật sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Nhóm thứ hai tức là phải tạo ra một cái nguồn nhân lực và việc làm xanh. Đấy là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là các cái giải pháp về công nghệ ứng dụng cái công nghệ tiên tiến. Vấn đề thứ tư là phải có cái hợp tác quốc tế sâu rộng để đưa vào trong cái chính sách xây dựng pháp luật của Việt Nam. Và còn một cái yếu tố nữa là phải tạo ra một cái sự bình đẳng, công bằng trong xã hội. Ngoài ra thì còn nhiều các cái giải pháp nữa, và trong đó một cái giải pháp cũng rất quan trọng là cái nguồn lực tài chính, thì nó cũng là tác động gián tiếp cho cái việc là doanh nghiệp có thể là chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh được tốt hơn. Và một nguồn lực nữa mà chúng ta cũng cần quan tâm, tức là các cái nguồn lực hỗ trợ từ các cái tổ chức quốc tế, từ các cái nước phát triển,
Dạ vâng ạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông. Tiếp theo đây thì cho phép Kim Quý xin được hỏi ông GK, là một công ty trong ngành sản xuất đồ uống với rất là nhiều những dòng sản phẩm khác nhau được tất cả khách hàng trên thế giới đón nhận. Phải kể đến những cái thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như là Pepsi, 7up, Aquafina hay là T-Plus. Vậy thì Suntory PepsiCo Việt Nam có những định hướng cũng như là những sự chuẩn bị như thế nào khi lựa chọn sẽ gắn liền với tăng trưởng xanh? Xin mời ông có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ạ? Okay. Hướng tới mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty. Nói về phát triển bền vững, chúng tôi có 4 ưu tiên. Thứ nhất là bảo tồn nguồn tài nguyên nước. Ví dụ như để hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam, Suntory PepsiCo Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai dự án dài hạn Chịu cây xanh vì một Việt Nam xanh. Chúng tôi thực hiện dự án này nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên nước quý giá bằng cách trồng thật nhiều cây xanh ở rừng đầu nguồn để giữ và tái tạo nước. Trong năm 2021, dự án đã trồng được 30.000 cây xanh, tương ứng với 25 hecta ở khu vực rừng đầu nguồn, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trồng thêm 60.000 cây xanh, tương ứng 40 hecta ở Đắk Lắk và Đắk Nông. Ưu tiên thứ hai, chúng tôi nỗ lực giảm thiểu lượng khí thải nhà kính và năng lượng, nước sạch mà chúng tôi sử dụng trong sản xuất và vận hành. Đến năm 2030, chúng tôi hướng đến việc giảm một nửa lượng phát thải CO2 so với năm 2019. Ưu tiên thứ ba trong chiến lược phát triển bền vững của công ty là mang đến cho người dùng nhiều hơn nữa những sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe. Đội nghiên cứu và phát triển của chúng tôi cũng đang nỗ lực mang đến những công thức giảm đường, giảm calo và bổ sung vitamin cũng như những dưỡng chất khác. Cuối cùng, ưu tiên thứ tư là về bao bì và rác thải từ bao bì. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tự hào là thành viên sáng lập của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, Pro Việt Nam. Với tư cách thành viên của tổ chức này, chúng tôi cam kết đến năm 2030, tất cả bao bì của chúng tôi sẽ được làm từ nguyên liệu có thể tái chế. Và một sáng kiến khác của chúng tôi mà gần đây, quý vị có thể thấy, đó là sự kiện ra mắt sản phẩm Pepsi mới với bao bì được sản xuất 100% từ nhựa tái sinh lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Và đối với các thương hiệu của PepsiCo, đây cũng là sản phẩm có bao bì 100% từ nhựa tái sinh đầu tiên ở thị trường châu Á. Nỗ lực này của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam là để góp phần cho một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Chúng tôi rất tự hào về sáng kiến này vì không chỉ thân thiện môi trường mà đây còn là một loại bao bì có chất lượng rất tốt, được sản xuất theo quy trình phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn của Bộ Y tế, các cơ quan chức năng quốc tế như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA và Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu, EFSA. Pepsi được ra mắt trong bao bì nhựa tái sinh mới vẫn giữ trọn hương vị đặc trưng, cảm giác sảng khoái và tinh thần mạnh mẽ của sản phẩm. Người dùng vẫn có thể tận hưởng Pepsi một cách trọn vẹn nhất. Đó là 4 ưu tiên trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ luôn nỗ lực không ngừng để đóng góp lại cho xã hội Việt Nam. Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông. Và thưa quý vị, qua những chia sẻ của Mr. GK vừa rồi thì có thể thấy là hiện tại Suntory PepsiCo đang có những định hướng rất là cụ thể cũng như là chuyên nghiệp. Vậy thì để tìm hiểu cụ thể nhiều hơn nữa về quá trình chuẩn bị cũng như là định hướng gắn liền với tăng trưởng xanh của Suntory PepsiCo Việt Nam, ngay sau đây Kim Quý xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn video clip sau. Tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trong chiến lược cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp. Sự chuyển dịch này sẽ là cơ sở quan trọng để tạo sự thay đổi trong sản xuất và tiêu dùng của Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam mới đây đã cho ra mắt sản phẩm Pepsi 390ml chai mới được sản xuất từ 100% nhựa tái sinh tại thị trường Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chai nhựa tái sinh dùng cho nước giải khát của Pepsi được ra mắt tại thị trường châu Á. Nhờ tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có, kết hợp với công nghệ tái sinh tiên tiến đã mang tới một giải pháp bao bì thân thiện với môi trường mà vẫn đảm bảo chất lượng cho bao bì chứa đựng thực phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có những hoạt động bảo tồn nguồn tài nguyên nước, giảm phát thải CO2, đồng thời nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm chất lượng hơn nữa tới người tiêu dùng. Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy tăng trưởng xanh đang đóng góp một vai trò không hề nhỏ trong việc bảo vệ môi trường hiện nay. Tuy nhiên thì việc mà các doanh nghiệp đang hướng tới tăng trưởng xanh thì cũng gặp phải không ít khó khăn. Vậy thì Mr. GK, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn là hiện tại Suntory PepsiCo Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn và những thách thức như thế nào khi gắn kết cùng với tăng trưởng xanh ạ? Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất hay. Như là một phần trong hành trình tăng trưởng xanh, chúng tôi cũng phải đối diện với rất nhiều thách thức.
nhưng chúng tôi luôn hướng sự tập trung của mình vào những ưu tiên phát triển bền vững. Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ, chẳng hạn như hiện tại ở thị trường Việt Nam, các khái niệm về phát triển bền vững vẫn còn mới mẻ và chưa được hiểu một cách toàn diện. Vì thế tôi tin rằng câu chuyện về mức độ nhận biết chính là một thách thức mà chúng ta cần cùng nhau vượt qua. Ngoài ra còn những thách thức khác. Ví dụ như đại dịch COVID-19 năm ngoái đã tác động không ít đến nền kinh tế, cũng như những doanh nghiệp như chúng tôi ở Việt Nam. Nhưng lại một lần nữa, bất chấp những thách thức kinh doanh, chúng tôi tập trung vào mục tiêu triển khai những lộ trình phát triển bền vững của công ty. Và cuối cùng có một điều rất quan trọng đối với chúng tôi, đó là giữ một mối liên kết thống nhất với các bên liên quan. Bởi vì chúng tôi không thể đi hành trình này một mình, chúng tôi cần có sự đồng lòng hỗ trợ từ các bên. Ví dụ như từ chính phủ, từ các tổ chức như VCCI, các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia hay là người tiêu dùng. Có rất nhiều bên chúng tôi muốn được phối hợp để cùng đi đến một mục tiêu chung. Vì thế tôi nghĩ việc đảm bảo một hệ thống hợp nhất đồng lòng phối hợp cùng nhau vì một mục tiêu chung là điều vô cùng quan trọng. Cùng với những thách thức mà tôi đã chia sẻ, tôi nghĩ với tư cách là một doanh nghiệp, chúng tôi cam kết nỗ lực theo đuổi hành trình phát triển cho một Việt Nam bền vững. Và thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là việc mà chúng ta thực hiện tốt tăng trưởng xanh cùng với các hoạt động bảo vệ môi trường như là tái chế chất thải nè, rồi kiểm soát ô nhiễm, rồi tiết kiệm tài nguyên sẽ góp phần rất là lớn dành cho các doanh nghiệp phát triển bền vững và mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho chính chúng ta trong đời sống, vừa bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường, phải không ạ? Và hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng đã hiểu nhiều hơn về định nghĩa của tăng trưởng xanh cũng như là vai trò mà tăng trưởng xanh mang đến trong cuộc sống xã hội của chúng ta hiện nay. Xin được cảm ơn Mr. GK, Tổng Giám đốc của Suntory PepsiCo Việt Nam, và xin được cảm ơn ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc chi nhánh VCCI Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn ông rất nhiều. Và thưa quý vị, thời lượng của chuyên mục cũng như là chương trình của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Tiêu dùng 24/7. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau.